Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Thì hiện tại Toyota Hiroshima Tân Cảng đang thu mua và trao đổi các loại xe đã qua sử dụng của tất cả các đời. Và quý anh chị nào đang có dự định mình đổi xe để lên một con xe khác trong tương lai và những dịp cuối năm như thế này thì hãy liên hệ với Khánh nha, để Toyota Tân Cảng có thể hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất. Và cũng như thường lệ thì Khánh sẽ tiếp tục cập nhật những cái mẫu xe nó vừa mới về tại Toyota Tân Cảng cho mọi người xem. Thì chủ đề ngày hôm nay Khánh muốn mang đến cho mọi người đó là một con Innova đời 2018. Thì đây là một trong những dòng xe mà được mọi người biết đến, hầu như là ai cũng biết. Chúng ta có thể mua về để kinh doanh hoặc là đi gia đình cũng rất là hợp lý. Bởi vì Innova là một trong những dòng xe 7 chỗ MPV mà rộng rãi, đi gia đình rất là rộng. Mọi người cũng biết rồi đó, trong cái nội thất của nó chúng ta ngồi khá là rất là thoải mái. Và cái lượng tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta khỏi bàn rồi. Thì Khánh vừa mới về một con này đời 2018, màu đồng ánh kim. Thì xe chỉ mới đi được có 88.000 cây thôi, và giá hiện tại đang chào bán là 590 triệu, mang biển số tỉnh nha mọi người. Thì Khánh cũng xin phép đi vào cái phần đánh giá sơ lược của xe. Đó, đầu tiên thì Khánh quay cho mọi người xem cái phần đèn pha nè, đèn pha trước trái đó, mới keng và không có trầy trụa gì cả, tất cả đều nguyên rin nguyên kiện hết nha mọi người. Đó, đèn cản trước trái, đèn sương mù, ga lăng, không có bể hỏng hóc gì cả. Đèn pha trước phải nè, còn 7 màu luôn. Đèn cản trước phải. Đó, hầu như xe của Toyota Tân Cảng thu về là được kiểm tra 176 hạng mục và được cam kết bằng giấy chứng nhận. Và có khi mọi người mua xe thì bên Khánh sẽ chứng nhận và gửi giấy đó cho mọi người luôn. Đó, vỏ xe nè, mâm xe. Đó. Nhưng khi mà mọi người mua xe tại đại lý chính hãng, xe đã qua sử dụng như thế này á, thì mọi người cứ yên tâm về cái chất lượng xe, vì xe cũng đã được kiểm định trước khi mua vào rồi, thì cũng đã được vệ sinh xe theo công nghệ Marukuri và kiểm tra xe tổng quát 176 hạng mục. Keo chỉ còn nguyên rin nha mọi người, chưa có va chạm gì cả, ốc đồ còn bù lon còn mới keng. Thảm lót sàn, xe cũng được trang bị thảm lót sàn nè, phim cách nhiệt, viền che mưa, viền chống trầy. Đó, để Khánh cho mọi người xem cái phần cốp sau. Xe cũng đã được trang bị thêm camera da. Đó, nè mọi người xem nè, cái phần ở sau nè, rất là sạch luôn á. Nó được trang bị thêm cái thảm simili nữa, bột trần ni lông, lót thảm sàn simili. Nè mọi người xem cái ở phần cốp sau nó rất là rộng luôn, chúng ta có thể để rất là nhiều hành lý và thậm chí chúng ta có thể linh hoạt được cái ghế sau này nữa nè. Keo chỉ còn nguyên rin nha mọi người, ốc không có hạ gì cả. Thì nói chung là tại Toyota Tân Cảng thì mọi người cứ yên tâm về chất lượng của xe, vì bên Khánh luôn cam kết chất lượng xe cho mọi người, không đâm đụng, không ngập nước, không tua đồng hồ. Và bên cạnh đó thì Toyota Tân Cảng vẫn bảo hành xe, bảo hành máy và hộp số cho mọi người đến 1 năm lận, chúng ta nên cứ yên tâm. Quan trọng là Toyota Tân Cảng luôn mang đến cho mọi người những cái mẫu xe nó vừa ý, không có những cái gọi là bùa phép gì đâu. Đó mọi người xem, rồi Khánh xin phép mọi người chúng ta vào trong khoang động nội thất cái nha. Nội thất mình xem cái nội thất của xe đi. Đây là phần nội thất của xe. Xe đi 88.000 cây nha mọi người.
được trang bị DVD. Và về cơ bản thì xe Nova cũng khá là đơn giản, nó không có quá nhiều nút bấm. Và cũng những cái nút bấm này thì mọi người cũng đã biết rồi. Xe cũng được trang bị ghế da nè, bọc trần ni lông, thảm simili, thảm sàn, vì che mưa, phim cách nhiệt. Hầu như Khánh thấy là nó đã lên đủ hết rồi. Chúng ta mua về chỉ cần chạy thôi chứ cũng không có cần phải gắn thêm cái gì đâu. Vâng, thì Khánh xin phép được chi tiết lại. Đây là xe Innova đời 2018. Hiện tại đã được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 590 triệu đồng. Và xe màu đồng ánh kim, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe Innova số sàn nha mọi người. Và quý anh chị nào đang có dự định sở hữu con xe này thì hãy liên hệ với Khánh số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ cho mọi người. Và xe tại Toyota Tân Cảng luôn cam kết cho mọi người là không đâm đụng, không ngập nước, không tua đồng hồ, và tất cả đều có giấy chứng nhận hẳn hoi cho mọi người hết. Vâng, và Khánh xin phép được kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.